đang đi những cái đợt tiếp theo, tại vì em chưa bón cho nó một cử Dạ, phăng xin lăng nào chào hết. cô chú anh chị và các bạn thân mến. Lời nói đầu tiên thì tôi xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị và các bạn một lời chúc thăng tâm an lạc, vui vẻ, mạnh khỏe và thành công hơn nữa trên mọi lĩnh vực nha. Để nối tiếp với cái video ngày hôm qua thì trong video này em vẫn tiếp tục trả lời một số câu hỏi mà trong mấy ngày qua mấy anh chị thường hay quan tâm. Có một số anh chị hỏi là hiện tại giờ cây mai anh tàn nó đã nhiều rồi mà chưa có nụ kim, vậy thì mình làm cách nào để cho cây mai anh có nụ kim? Và có rất là nhiều anh chị hỏi em vào thời điểm tháng 7 này mà cây của anh nụ nó đã to rồi, vậy nó có nở sớm không? Và cách chăm sóc cho những cây mai, bón phân cho những cây mai này như thế nào để Tết mình có bông chơi hả em trai? Thì trong video này em chia sẻ bằng cái kinh nghiệm của em đối với cây mai dành cho những anh chị mới tập chơi. Nếu như mấy anh chị thấy có hữu ích thì mấy anh chị áp dụng cho cây mai của mình. Còn nếu như mấy anh chị có cách nào hay hơn thì mấy anh chị hãy áp dụng theo cách của mình. Dạ thì để trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là cái câu hỏi cây mai anh tàn nhiều mà bây giờ chưa có nụ kim, vậy thì mình bón phân chăm sóc như thế nào để cho nó có nụ kim? Thì em xin trả lời về cái cách tạo nụ cho những cây mai tàn nhiều. Nếu như mấy anh chị có nhu cầu thì em sẽ trả lời bằng một cách chuẩn xác nhất. Thì trước khi bón phân tạo nụ cho cây mai thì các anh chị phải cân nhắc, phải tính toán, phải suy nghĩ cho nó kỹ lưỡng, bởi vì năm nay là năm nhừng, nhừng 2 tháng. Với lại năm nay trời rất là nắng gắt, người ta kêu là nắng Arino điều đó. Mình muốn bón phân tạo nụ cho cây thì mấy anh chị phải suy nghĩ cho nó kỹ để tránh đi cái tình trạng nở sớm. Thì thông thường mình trồng mai á, các anh chị là thường đến tháng 9, tháng 10, tháng 11 là nhiều anh chị nở banh xác luôn, nở hết trơn nguyên cây. Thì không có cây nào để chơi Tết hết. Vì vậy mình muốn tạo nụ cho cây là mình phải suy nghĩ cho nó kỹ càng, không nên tạo nụ sớm. Đối với miền Tây Nam Bộ của mình ở đây thì theo kinh nghiệm của em là tạo nụ vào tháng 8 là chuẩn nhất. Còn hiện tại bây giờ mình cứ chăm sóc cho cái bộ tàn nó phát triển mạnh, để cho cái cây mình nó phát triển theo cái chiều hướng tự nhiên. Sau khi mình cho bông Tết rồi thì cây mai mình nó không bị mất sức, mình chăm sóc về sau nó cũng ngon lành hơn, nó cũng thuận tiện hơn, và cái tuổi thọ của cây thì nhất định nó sẽ tăng hơn. Còn nếu như mà mình tạo nụ sớm quá hay hoặc là mình kìm hãm một cái mức nào đó thì cây mai mình sau này cái tuổi thọ nó sẽ không có mấy anh chị. Thì trước khi các anh chị muốn bón phân tạo nụ cho cây hoặc là mình thực hành một số cái thao tác nào đó để cho cây mai mấy anh chị vào nút nụ rất nhanh, thì em có rất nhiều cái bí quyết để làm cho cây mai mấy anh chị vào nụ rất là nhanh, rất là mau lẹ luôn. Nhưng hiện tại bây giờ là tháng 7, chỉ mới có tháng 7 âm lịch thôi, thì em sẽ chia sẻ một số cái thao tác phụ để cho cây mai mấy anh chị vào nụ từ từ. Rồi đến tháng 8, tháng 9, nếu như cây mấy anh chị chưa vào nút nụ thì em sẽ móc ra những cái chiêu cuối cùng để làm cho cái cây mai mấy anh chị vào nụ rất nhanh. Thì bây giờ chỉ là tháng 7 thôi thì em sẽ chia sẻ từ từ, có nghĩa là em chia sẻ một số thao tác phụ này để cho mấy anh chị thực hiện theo, thì nhất định cây mai mấy anh chị nó sẽ có nụ hết mấy anh chị. Thì trước khi mình muốn bón phân tạo nụ cho cây thì với một cái tiêu chí là cây mai mấy anh chị nó phải thường chậu, rễ nhiều, tàn lá xum xê giống như là cây mai trên màn hình của em nè các anh chị. Còn cây mai tàn ít do mấy anh chị trồng sau thì mấy anh chị vẫn tiếp tục chăm sóc cho cây mai mình nó đi tàn tiếp tục, để đến tháng 8 rồi mình mới bón phân tạo nụ cho cây. Thì như những video trước em chia sẻ là nếu như mấy anh chị chăm sóc cho cái cây mai mình bộ tàn nó xum xê rồi á, thì đến cái chu kỳ của cây mai của mình á, thì tự nó sẽ phân hóa mầm hoa mấy anh chị, tự nó phân hóa mầm hoa. Để chứng minh cho các anh chị thấy, khi các anh chị chăm sóc cho cây mai mình nó đủ tàn rồi thì đến giai đoạn của nó tự ắt nó sẽ phân hóa mầm hoa và tự ắt nó sẽ có nụ kim. Nhưng mà mấy anh chị muốn đạt hơn hoặc là những anh chị nhà vườn thì cũng phải bón phân đúng để cho cây mai mình nó sẽ có nụ ngon lành hơn, nụ nhiều hơn và đạt hơn.
Thì bây giờ em sẽ cho mấy anh chị coi cái cây mai tàn nhiều trên màn hình này của em. Thì mấy anh chị quan sát là cây mai này nó đang đứng đọt khoảng chừng 10 ngày nay. Không phải là nó đứng đọt, không phải là do nó suy, mà do là chưa đến chu kỳ nó đang đi đọt nha mấy anh chị. Thì hiện tại bây giờ nó đang đi những cái cây đọt tiếp theo nè mấy anh chị. Thấy không? Nó đang đi những cái đọt tiếp theo. Tại vì chưa đến chu kỳ mà nó đi đọt, từ từ nó sẽ đi những cây đọt tiếp theo. Thì từ tháng 7 này đến tháng 10, cây mai mình còn ra rất là nhiều đọt nữa. Thì bây giờ em chứng minh cho mấy anh chị coi là cây mai này hiện tại bây giờ nè, nó đang vào nụ kim rất là nhiều. Nè, em cho mấy anh chị coi nụ nè. Nè, mấy anh chị thấy nụ kim không? Nụ này là nó muốn rõ nét luôn nha mấy anh chị. Nè, nè, thấy không? Nè mấy anh chị coi nụ nè. Nè nè, nó còn rất là nhỏ nha. Cũng có một số nụ nhìn rất là rõ nét, cũng có một số nụ nó mới hình thành. Đây gọi là nụ kim nha mấy anh chị. Nè, nè, có rất nhiều nụ kim mà mấy anh chị thấy không? Nè, hiện tại giờ em đang quay trời nắng, mấy anh chị thấy không rõ thì cũng thông cảm giùm em nha. Nè nè nè, nụ kim nè mấy anh chị thấy không? Đó. Thì như những video trước em chia sẻ, nếu như mấy anh chị chăm sóc cho cây mai mấy anh chị đủ tàn rồi á, kính tàn rồi á, thần chậu rễ nhiều rồi, thì đến cái chu kỳ mà nó đứng đọt á là bắt đầu nó sẽ tạo ra những cái nụ kim, từ từ nó tạo ra từ trong đến ra ngoài. Và từ tháng 7 này đến tháng 9 mình còn lấy rất là nhiều đọt nữa, thì những cái đọt sau này nó cũng vẫn tạo nụ nữa nha mấy anh chị. Còn trường hợp mấy anh chị muốn bón phân tạo nụ cho cây, thì nếu như cây mai nhà của mấy anh chị mà bộ tàn nó đã nhiều như thế này rồi, mấy anh chị coi những cái nách lá mấy anh chị chưa thấy nụ, chưa thấy nụ, ví dụ như là những cái đây đây đây, những như thế này nè nè nè, chưa thấy nụ, thì những cái mầm kim này nè mình chưa có xác định được đó chính là nụ kim hay hoặc là mầm chồi hay hoặc là đọt nữa. Thì bây giờ mấy anh chị muốn cho nó thành nụ kim á, bởi vì nó còn rất nhỏ mình chưa phân biệt được, thì đối với cây mai mà nó đang đứng đọt như thế này thì mấy anh chị bón phân DB vào cho em, chỉ bón phân DB thôi, mình tạo nụ từ từ, không cần phải phun trên tàn hoặc là mình thêm cái gì hết, mình bón phân DB từ từ. Nếu như trước đó hôm tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 gì đó mấy anh chị sử dụng NPK có hàm lượng kali rồi á, thì bây giờ mấy anh chị bón phân DB cho những cây mai mà nó đang đứng đọt tàn nhiều như thế này đó, thì để mà cho nó tạo nụ từ từ, vừa tạo nụ vừa phân quá mầm qua mà vừa giúp cho cái bộ lá cây mai mấy anh chị nó xanh luôn. Còn nếu như mấy anh chị lạm dụng phân kali nữa, có nghĩa là mấy anh chị bón phân NPK có hàm lượng kali nữa, thì lá mai mấy anh chị nó rất là mau già, rồi đến tháng 9, tháng 10 nó sẽ dụng rồi nó sẽ nở sớm nha mấy anh chị. Cho nên em chia sẻ đến mấy anh chị là rất kỹ, em chia sẻ đây là những cái thao tác phụ thôi. Còn đến tháng 8, tháng 9 nếu như cây mai mấy anh chị tàn nhiều mà chưa có nụ, em sẽ chia sẻ những cái cách sau này nữa để tạo nụ rất là nhanh. Nó thì bây giờ để em chứng minh cho mấy anh chị thấy là khi mà mấy anh chị chăm sóc bộ tàn nó đã nhiều như thế này rồi, thì bắt đầu nó sẽ phân quá mầm qua rồi nó sẽ tạo nụ kim từ từ, từ trong ra ngoài. Rồi cái trường hợp thứ hai mấy anh chị muốn tạo nụ cho cây, thì mới nãy đầu video em chia sẻ đó, đó chính là cây mai đang đứng đọt, thì mấy anh chị chỉ cần bón phân DB vào cho em thôi và tưới nước thường xuyên cho cây hàng ngày nha mấy anh chị, để giữ cho bộ lá cây mai mình nó xanh. Rồi trường hợp thứ hai, nếu như cây mai mấy anh chị tàn nhiều mà những cái đọt này nè nó đang đi đọt ào ào luôn, nó đang đi đọt ào ào luôn, nó mắc cân đối, thì mấy anh chị cầm cây kéo ra mấy anh chị con tàn nhẹ vào, con tàn nhẹ vào là con như thế này đi, em nói ví dụ như thế này đi, con nhẹ vào. Mấy anh chị biết con tàn đó là, đó cũng là một cái cách để mà tạo nụ cho cây mai đó mấy anh chị. Nếu như cây mai mấy anh chị mà nó đang đi đọt, tàn nó mắc cân đối, mấy anh chị cầm kéo ra mấy anh chị con tàn đó, thì đó cũng là một cái cách tạo nụ đó đó mấy anh chị. Tạo nụ tại vì không cho nó đi đọt nữa, để cho nó dồn nhựa lại bên trong, để cho những cái mầm kim này nè
bắt đầu nó sẽ già lại, bắt đầu nó sẽ phân hóa mầm hoa, bắt đầu nó sẽ tạo nụ kim em anh chị. Đó, thì trường hợp mới nãy em chia sẻ tạo nụ đó là dành cho những anh chị nào mà chưa có nụ kim nha, mà nó đang đi đọt thì mình chỉ cầm kéo ra, mình chỉ con tàn nhẹ nhẹ vào, con từ A đến Z hết, con nhẹ 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 vào, con đến cái lá như thế này là mình chỉ đó như thế này nè. Sau khi mấy anh chị con tàn nhẹ vào rồi á, mình chỉ bón phân DB vào cho em, tạo nụ từ từ cho nó, bón phân DB vào cho em, còn nước tưới cũng vẫn tưới nước hàng ngày cho nó nha mấy anh chị. Những cây mai zin tàn nhiều thì một ngày tưới 2 lần, em ở đây sáng em tưới sương, chiều em tưới đẫm, thì đảm bảo mấy anh chị là nó sẽ có nụ thôi. Con tàn nhẹ vào để cho nó tập trung những cái mầm kim bên trong á, giờ mình bón phân DB vào một cái nữa, tăng cái hàm lượng lăng lên, bắt đầu cây mai mấy anh chị nó sẽ có nụ từ từ thôi, không cần phải phun hay hoặc là mình thêm những cái gì hết, tạo nụ từ từ nha mấy anh chị. Mình tạo nụ cho cây mai bằng cách là tự nhiên để cho cây mai mình nó có cái độ bền nha, không có nên lạm dụng nhiều thứ quá rồi quay ngang cái cây mai mấy anh chị nó bị si cây nha. Thì đầu video nãy giờ em chia sẻ đó là cách tạo nụ cho cây mai. Mấy anh chị xem video của em, tiếp thu những lời em nói không kịp thì mấy anh chị xả tới xả lui của cái video để mấy anh chị tiếp thu nghe kỹ từng lời em nói. Thì em là dân hai lúa, dân cừu bắp, cho nên cái lời nói của em thì cũng không có được suôn sẻ như người ta mấy anh chị, cho nên nói còn hơi cà mờ cà mập, mấy anh chị thông cảm giùm em. Thì mấy anh chị chịu khó xả tới xả lui của cái video để mấy anh chị nghe kỹ lại từng lời nói, từng cái lời của em nói. Thì bây giờ em xin nhắc lại cách tạo nụ cho cây mai. Thì mình muốn tạo nụ cho cây mai thì với một cái tiêu chí là cái rễ cây mai mấy anh chị nó phải nhiều, nó phải thừng chậu, tàn lá nó xum xê như thế này thì mình tạo nụ cho cây. Nếu như mấy anh chị nào muốn có nhu cầu tạo nụ cho cây thì nó có 2 trường hợp. Một cái trường hợp đầu tiên á là nếu như cây mai mấy anh chị chăm sóc cho cái bộ tàn nó đã phát triển mạnh rồi và nó đứng đọt, mấy anh chị coi lại những cái nụ ở bên trong nó đã có rồi á, thì mấy anh chị chỉ cần tưới nước cho em thôi, chỉ cần tưới nước thôi ha. Ví dụ như cây mai này của em đi, nó đứng đọt mà nụ nó đã rất là nhiều rồi thì nhiệm vụ của em chỉ cần tưới nước thôi. Còn nếu như cây mai mấy anh chị mà nó đứng đọt như thế này, mấy anh chị nhìn vào ở trong mấy anh chị thấy chưa có nụ gì cả thì mấy anh chị chỉ cần bón phân DB vào cho em thôi. Đó là cái cách tạo nụ thứ nhất. Còn cái cách tạo nụ thứ hai, một cái trường hợp thứ hai, nếu như cây mai mấy anh chị tàn nhiều rồi và mấy anh chị thấy nó đang đi đọt xum xê, bởi vì nó đi đọt, nó lo tập trung đi đọt không mà nó dư đạm á, nó lo tập trung đi đọt không mà nó không có tạo nụ được, vì vậy mình mới cầm cái kéo ra, mình mới con tàn nhẹ vào, con làm sao hình dáng mấy anh chị thích là được, con nhẹ vào. Sau khi mình con rồi, mấy anh chị bón phân DB vào cho em, chỉ cần phân DB thôi và tưới nước hàng ngày cho nó thôi, thì đến từ từ nó sẽ có nụ, từ từ nó sẽ có phân hóa mầm hoa và từ từ nó sẽ có nụ hé mấy anh chị. Đó là cái cách tạo nụ từ từ cho cây. Rồi đến tháng 8, tháng 9, nếu như cây mấy anh chị chưa có nụ thì em sẽ ra những cái video tiếp theo chia sẻ lên cho mấy anh chị coi những cái bí quyết tiếp theo để tạo nụ cho cây mai mấy anh chị rất là nhanh lẹ. Dạ rồi, thì đó là cái cách tạo nụ cho cây. Thì em đã trả lời xong một cái câu hỏi đầu tiên. Còn câu hỏi thứ hai, mấy anh chị hỏi em là cây mai của anh hiện tại giờ nụ nó đã có nụ to rồi, nó đã có nụ to rồi, vậy thì mình chăm sóc bón phân như thế nào để Tết mình có cây mai chơi và những cây mai nụ to này có khả năng nở sớm không em trai? Thì trong video này em trả lời câu hỏi thứ hai mấy anh chị. Hiện tại giờ em đang quay rất là nắng, bây giờ em sẽ mời các anh chị vào trong mát, em sẽ nói nha mấy anh chị. Rồi bây giờ em sẽ kiếm một cây mai nào đó có nụ to để em chia sẻ đến mấy anh chị nụ to là như thế nào. Và mấy anh chị hỏi em là những cái nụ to này nó có khả năng nở sớm không? Rồi cách chăm sóc và bón phân từ bây giờ đến Tết như thế nào để cho Tết mấy anh chị có bông chơi á mấy anh chị. Thì trên màn hình của các anh chị là một cái cây mai tơ. Cây mai tơ, cây này nó có vài nụ to thôi mấy anh chị. Đây, nụ to là như thế này, nụ này nó hơi to rồi nè. Thì mấy anh chị hỏi em những nụ to như thế này á, nó có nở sớm không? Thì trước khi em trả lời, em sẽ nói nguyên nhân tại sao cây mai mấy anh chị nó đã có nụ to. Thì nó có rất là nhiều cái trường hợp. Cái thứ nhất là do mấy anh chị trồng cây mai trước Tết, sau Tết mấy anh chị không xả tàn. Không xả tàn thì nó ôm cái bộ tàn đó, tới bây giờ nó đã có nụ rồi là đúng.
là đó là trường hợp cây mai mấy anh chị nó đã có nụ to là trường hợp như vậy. Trường hợp thứ hai, mấy anh chị trồng sau Tết mà do mấy anh chị mắc bận công việc, mấy anh chị không tưới nước thường xuyên cho cây, cây mai mấy anh chị nó chậm phát triển, luôn luôn đứng đọt. Thì khi mà nó đứng đọt như vậy rồi nó tạo nụ rất là nhanh, thì đó là cái trường hợp thứ hai. Còn trường hợp thứ ba nữa là hôm tháng 4, tháng 5 mấy anh chị bón có hàm lượng đạm lăn kali nhiều quá, ví dụ như 20 20 15, hoặc là ba số bằng nhau, hoặc là phân DB nhiều quá, và mấy anh chị ít tưới nước cho cây nữa, thì nó sẽ tạo nụ rất là nhanh. Thì nãy giờ có 3 trường hợp để tạo ra một cây mai mấy anh chị nó đã có nụ to. Thì giờ từ bây giờ nè, mình chăm sóc nó như thế nào để cho nó Tết có bông chơi. Thì đối với những cái nụ to mà hiện tại bây giờ nó đã to rồi á, thì đến tháng 9, tháng 10 nếu như mấy anh chị mà không tưới nước thường xuyên, không giữ cho cái bộ lá cây mai mấy anh chị nó xanh á, thì có khả năng là cây mai mấy anh chị nó sẽ nở sớm. Vì vậy những cây mai nụ to này á, thì với một cái tiêu chí mấy anh chị phải tưới nước thường xuyên cho cây, không để cho cái bộ lá nó già, tưới nước thường xuyên cho cây. Còn về cách bón phân á, thì nó có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cây mai mấy anh chị tàn ít. Tàn ít là do trước đó mấy anh chị không tưới nước cho cây, cây mấy anh chị chậm phát triển, luôn luôn đứng đọt. Khi nó đứng đọt rồi thì nó tạo nụ rất là nhanh, nó đã có nụ rất là to, bây giờ nụ nó đã rất là to rồi. Thì phân bón để mà mấy anh chị bón vào cây mai này, phân bón tối ưu nhất chính là phân đạm cao 30-10-10 hoặc là 20-10-10. Hai cái loại phân này là hai cái loại phân tối ưu nhất bón dành cho những cây mai tàn ít mà đã có nụ to. Khi mấy anh chị bón có hàm lượng lăn cao như vậy rồi, đạm và lăn đạm cao như vậy rồi, thì đến tháng 9, tháng 10 á, thì những cái nụ to của cây mai tàn ít mấy anh chị là nó có khả năng là nó sẽ nở, có khả năng thôi, có khả năng là nó sẽ nở. Mà nếu như nó nở đi chăng nữa thì cải tiến á, cái ngụ ý của mình bón đạm cao như vậy để mình lấy tàn tiếp tục, thì từ đây đến tháng 9, tháng 10 mấy anh chị còn lấy ra nhiều đọt nữa. Anh chị hiểu không? Có nghĩa là mình phải lấy tàn nữa. Còn nếu như mấy anh chị không bón, không lấy tàn nữa, thì đến tháng 9, tháng 10 nếu như nó nở một cái là nở hết luôn. Mấy anh chị không còn bông nào để dớt dắt để chơi hết. Vì vậy phân bón cho những cây mai tàn ít nụ to chính là phân NPK 30-10-10 hoặc là 20-10-10 để mình lấy tiếp tục lấy tàn nữa. Mà cái khâu nước tưới nó rất là quan trọng nha. Mấy anh chị phải tưới nước thường xuyên cho cây, làm cho cây mình luôn luôn sung mãn. Tưới rưỡng rễ cũng vậy, tưới đúng theo định kỳ hàng tháng, làm cho cây mình luôn luôn sung sức để cho nó tiếp tục đi tàn nha mấy anh chị. Còn mấy anh chị mà bón đạm cao mà không tưới nước cho cây, cây mấy anh chị nó khô cằn sỏi đá rồi, cây mai mấy anh chị nó cũng không đâm chồi để nhánh nữa. Mình phải hiểu mấy điểm này nha mấy anh chị. Rồi trường hợp thứ hai, cây mai mấy anh chị bộ tàn nó đã nhiều rồi, nó đã sum xê rồi mà nó đã có nụ to, thì mấy anh chị coi kỹ cây mai của mình. Nếu như cây mai tàn nhiều mà nó có 5-10 nụ to ở bên trong là không sao. Có 5-10 nụ to ở bên trong là không sao. Tại vì 5-10 nụ to đó là những cái nụ là từ hôm Tết tới giờ á, do mình dông lá mình chỉnh sửa. Thì 5-10 nụ to này nếu như tháng 9, tháng 10 nó có nở đi chăng nữa là nó nở bình thường, không sao hết mấy anh chị, nó chỉ nở 20-30% thôi. Mà quan trọng nhất là những cái đọt sau này, những cái cây đọt sau này, mình lấy những cây đọt sau này nữa nha mấy anh chị. Thì cái cây mai tàn nhiều nụ to thì cách tối ưu nhất cũng là cái cách tưới nước, luôn luôn giữ cho cái bộ lá cây mai mình nó xanh, tưới nước hàng ngày cho cây, mình lấy những cái đọt tiếp theo nữa. Rồi cây mai mà tàn nhiều nụ đều hết, có nghĩa là mấy anh chị coi, mấy anh chị coi cây mai mấy anh chị từ trong ra ngoài, coi nhánh nè, từ trong ra ngoài mấy anh chị thấy nụ đều giang hết, nụ kín mít hết, không có chỗ nào gọi là không có nụ hết. Thì cái trường hợp này cách tối ưu nhất cũng là cách tưới nước, luôn luôn giữ cho bộ lá nó xanh. Và mấy anh chị tưới rưỡng rễ cho cây mai thì cũng vẫn tưới rưỡng rễ N3M kết hợp với hữu cơ, tưới theo định kỳ hàng tháng cho nó. Còn mấy anh chị muốn bón phân, muốn bón phân là mấy anh chị nên bón công thức 3 số bằng nhau, công thức 3 số bằng nhau, nhưng mà mấy anh chị phải bón lỏng nha, bón lỏng. Ví dụ như lúc mà chưa có nụ là mình bón một, em ở đây em bón á là 100 gram ngâm cho 20 lít nước bón cho những cây mai tàn nhiều. Khi cây mai của mấy anh chị tàn nó đã nhiều rồi mà nó có nụ đều giang hết rồi á,
thì mấy anh chị bón lỏng lại, lấy 30g 40g thôi, ngâm cho 20 lít nước mấy anh chị tưới, tưới cầm chừng cho nó để cho nó đủ chất dinh dưỡng thôi mấy anh chị. Thì công thức ba số đó cũng là cái công thức tạo nụ, mà cũng chính là cái công thức nuôi dưỡng nụ, có nghĩa là nó làm cho cái nụ mấy anh chị á khừ lại, chuyển sang màu nâu lại, thì nó sẽ ôm nụ hoài luôn, ôm nụ có khả năng là ôm nụ đây tới Tết luôn, ôm nụ đây Tết luôn. Mà cái quan trọng nhất chính là cái khâu nước tưới nha mấy anh chị, luôn luôn giữ cho bộ lá cái mai mấy anh chị nó xanh. Thì nãy giờ em chia sẻ như vậy đó, mấy anh chị không hiểu á, xả tới xả lui của cái video, rồi tiếp thu kỹ từng cái lời em nói nha mấy anh chị. Đã rồi, thì mấy anh chị có thương em thì hãy nhớ cho một like. Anh chị nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ dùm cho em. Thì chăm sóc mai nó có rất là nhiều cái tình huống, và nó có rất là nhiều cách. Từ từ em sẽ ra những video kế tiếp. Thời lượng của video thì nó có hạn, video này em thấy là nó hơi dài rồi mấy anh chị. Rồi từ từ em sẽ ra những video kế tiếp cho mấy anh chị xem. Còn nếu mà em nói một phát, một luôn, một tăng, một luôn trên cái video á, mấy anh chị không thể nào tiếp thu nổi đâu mấy anh chị. Dạ rồi, cuối video thì em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha.